Một câu hỏi nữa hỏi rằng con Nam Mô A Di Đà Phật, bạch thầy cho con hỏi. Con có theo một ông thầy đồng 20 năm rồi, thầy đồng đấy có cho nhà con 18 lá bùa dán ở các góc nhà và ở cửa đi. Từ tháng 2 con đã có duyên về chùa và con đã được thầy quy y Tam Bảo rồi. Con muốn treo ảnh Địa Tạng để hàng ngày tụng kinh được chiêm ngưỡng tranh ảnh của ngài. Nhưng ban thờ nhà con có treo hai cái dấu, một cái màu đỏ, một cái màu vàng ở giữa ban thờ. Như thế con treo ảnh Phật được không ạ? Con xin thầy chỉ bảo cho con phải làm như thế nào cho đúng ạ? Ở đây chắc hai cái dấu của một cái dấu chấn trạch. Dấu chấn trạch thì thường có cái hình bát quái và một vài cái chữ nho viết loằng ngoằng trên đó. Hoặc rằng có một loại dấu chấn trạch trên đây vẽ con hổ và hình bát quái, hoặc không có hình bát quái mà có một số những cái chữ nho viết loằng ngoằng trên đó nữa, thì đó gọi cái đó gọi là bùa chấn trạch. Thì cái đó thì cứ qua 100 ngày thì cái công năng của nó cũng không còn mấy nữa, đặc biệt qua một năm thì nó hết rồi, nó chỉ còn cái tờ giấy không thôi. Công năng của nó thì, hoặc cái bùa thì tùy theo phải xem xét. Nếu mà cái bùa mà ngày xưa mà nhà Phật tử này á, nhà vị này mà nhờ ông thầy phù thủy đến để chấn yểm dùng bùa dùng chú này chứ, thì cái này trước khi mà dỡ cái bùa này thì cũng phải có thời gian. Chúng ta tu tụng kinh, phát nguyện tụng kinh Địa Tạng ít nhất 21 ngày, 49 ngày hoặc 100 ngày đã, thì khi đó chúng ta mới dỡ cái bùa đó xuống. Còn bây giờ Phật tử nói muốn treo ảnh Địa Tạng thì chúng ta nếu mà trên cao còn thì chúng ta treo lên trên cao được, sau khi đủ 21 ngày, 49 ngày, 100 ngày chúng ta tụng kinh Địa Tạng xong, lấy công đức để hồi hướng, sau đó chúng ta dỡ bùa thì chúng ta mới treo xuống cho vào cái chỗ cho trang nghiệm được. Còn nếu mà bây giờ mà chưa có chỗ để treo thì chúng ta cứ tụng kinh như thế trước đã cũng được. Thì sau đó thì mới treo lên. Nhưng mà treo ảnh Địa Tạng là không được treo thấp hơn cái bùa mà phải treo cao lên hơn. Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc. Nam mô